Tip One Exchange. Tôi thấy một thế giới nơi bạn có thể khai thác tip coi miễn phí, với hơn 500 thành viên mới tham gia mỗi ngày và nền tảng mở rộng nhanh chóng. Đây là một phép màu của sự tăng trưởng nhanh chóng. Tôi truyền bá thông điệp của Chúa có thể giúp bạn trở nên giàu có trên toàn thế giới mỗi ngày. Chúng tôi đang tuyển dụng nền tảng tip và CEO của tip coi tại quốc gia nơi bạn sinh ra bạn sẽ trở thành người giàu có. CEO sẽ có quyền lực và thẩm quyền to lớn. Các ứng viên, vui lòng gửi email cho tôi sơ yếu lý lịch của bạn. Lý do đầu tiên khiến bạn trở nên giàu có là gì? Để kỷ niệm sự ra mắt của Tip X trên, lợi nhuận dự kiến là 1,000%. Mục tiêu là ria coi. Người Hàn Quốc đã khai thác miễn phí trong 10 năm. Cardio hiện được liên kết với tip coin của riêng tip One Exchange, được khai thác miễn phí trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người Hàn Quốc khai thác tip coi với giá 200 đô la một tháng. Tại sao bạn trở nên giàu có? Đây là một chiến lược thương hiệu nhằm cung cấp các đồng tiền kim cương với mức giá thấp nhất để kỷ niệm sự ra mắt của tip One Exchange. Đây là chiến lược tiếp thị của Tip 1X Exchange với mức tối thiểu là 1.000%. Tip Exchange sẽ mở rộng rất nhiều như nần. Phí giao dịch của Tip 1X Exchange là lợi nhuận hoạt động là giá trị tương lai của TIPSCOIN. Lý do thứ hai, bạn có biết tiền tệ thế giới không? Giá trị của một đồng tiền là 7.200 đô la. Vào năm 2025 nó sẽ tăng vọt 30.000% lên 150 đô la. Sau năm 2026, nó sẽ tăng vọt lên 436 đô la. Nó sẽ tăng vọt 87.000% so với giá hiện tại. Tổng số chữ số trong tên của đồng tiền này là 10. Có rất nhiều đồng tiền thế giới trong quỹ KDIA coi. Do đó, đồng tiền của chúng ta cũng sẽ tăng vọt. Mua 1.000 đồng KDIA, cả hai bạn sẽ trở nên giàu có. Đây là thông điệp từ Chúa gửi đến bạn từ Chúa mà bạn tin tưởng. Tôi nghe thấy tiếng nói của Chúa từ thiên đường và truyền bá nó đến toàn thế giới. Nếu bạn đăng ký và lắng nghe tôi, bạn có thể trở nên giàu có mà không phải lo lắng về tiền bạc. Lý do thứ ba mua càng nhiều kim cương càng tốt, tài sản của bạn sẽ tăng gấp 100 lần. Hiện tại tôi là chuyên gia tài chính, CEO của nền tảng TIP, CEO của TIP Coi Foundation. Và tôi là CEO của công ty niêm yết Coi KDIA. Sàn giao dịch Coi KDIA là Digifinex. Kể từ khi niêm yết, nó đã tăng 1 triệu 200 nghìn phần trăm từ 0,01 đô la lên 80 đô la và hiện đang ở mức thấp là 0,0001 đô la. 80 triệu coi sẽ sớm biến mất. Hãy xem khối lượng lớn ở mức giá thấp nhất. Không thể nhận được khối lượng lớn trên biểu đồ. Nếu nó vượt quá mức giá cao trong phân tích kỹ thuật thì sao? Từ 100 đô la đến 80 triệu đô la, bạn là một anh hùng kỳ diệu. Hãy mơ về một phép màu. Nền tảng tip Cardia coi đã mua và thu hồi 99% lưu thông từ nền tảng khối lượng chưa thu hồi chỉ bằng 1% tổng khối lượng giao dịch. Nền tảng đã mua toàn bộ 99% lưu thông và đang trao cho bạn cơ hội trở nên giàu có. 0,0001 đô la là mức giá thấp nhất, không thể giảm thêm nữa. Mua Cadia coi với mức giá thấp nhất trên sàn giao dịch Digifinex. Lý do thứ tư, đầu tiên, hãy nghĩ đến Cadia coi, chỉ chiếm 1% lưu thông là mức giá thấp nhất và mơ ước trở nên giàu có trong tương lai. Tôi sẽ cho bạn biết cách nắm giữ nhiều coi. Nếu bạn mua một lượng Cardia coi nhất định với mức giá rất thấp và đổi chung lấy tip coi. Bạn có thể nắm giữ rất nhiều tip coi. Nền tảng Tiếp được tạo ra để xây dựng một mạng xã hội SNS toàn cầu nhằm giúp đỡ tất cả những người nghèo ở Đông Nam Á đang đói khát và không thể ăn được dù chỉ một đô la một ngày. Khi internet được tạo ra, những người điều hành nền tảng đã bóc lột sức lao động của bạn và không trả tiền cho bạn. Thế giới của nền tảng web 3 trả lại lợi nhuận cho những người đóng góp, nền tảng đã xuất hiện. TIPSWEB3.com theo đuổi đạo đức doanh nghiệp phát triển cùng với tất cả những người tham gia trên toàn thế giới đã giúp công ty phát triển và tự nhiên phân phối một phần lợi nhuận thu được khi công ty phát triển cho những người tham gia khác nhau. Lý do thứ năm, bạn có biết giá trị tương lai của nền tảng này không? Giá trị tương lai của 200 triệu người đăng ký Twitter mà Elon Musk mua lại là 2.500 đô la mỗi tuần. Khai thác tiền tip hàng tuần trên nền tảng tip. Nếu tip mở rộng quy mô như Twitter, giá trị của một đồng tip được khai thác miễn phí mỗi ngày sẽ là 2.500 đô la. Ngoài ra, nếu tiếp mở rộng quy mô như Twitter, doanh thu quảng cáo sẽ được tạo ra mỗi ngày và đó sẽ là thu nhập của bạn. Nếu bạn không có Bitcoin, hãy phát hành loại tiền tệ của riêng bạn tại tipsweb3.com ngay bây giờ. Người tạo ra đồng tiền này là một người Hàn Quốc tên là Cha Qua Sân. Tình yêu có thể thay đổi thế giới. Ông đã tạo ra cách duy nhất để thoát khỏi xiềng xích của đói nghèo tin tức mới nhất về Bitcoin hôm nay là gì? Tình hình thị trường Bitcoin của tôi sẽ hoàn toàn đúng. Tôi đã nắm giữ nó kể từ khi tôi mua nó với giá 14.500 đô la vào năm 2023. Bitcoin đang tăng giá. Đây là lần phân tích Bitcoin thứ 67 của tôi trong ngày hôm nay. Dự đoán của tôi rằng nó sẽ tăng từ 61.000 đô la lên 6.7000 đô la chưa bao giờ sai. Nó sẽ đạt 70.000 đô la trong vài ngày nữa vào ngày 20 tháng 7. Và dự đoán của tôi sẽ tăng vọt lên 69.777 đô la và sau đó giảm chính xác. Hôm nay, ngày 3 tháng 8, nó sẽ là 63.400 đô la và hôm nay và ngày mai nó sẽ giảm chính xác xuống còn 48.300 đô la. Dự đoán của tôi đã đúng. Thị trường giá xuống vẫn chưa kết thúc tipsweb3.com sẽ giúp bạn trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Hãy trở nên giàu có